Thưa quý vị, nhìn vào drama gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh, cảm nhận ông bà ta nói rất đúng, đời như kịch, kịch như đời. Một, thượng tôn pháp luật, không phải muốn nói cái gì thì nói, làm cái gì thì làm, cái gì cũng phải theo pháp luật mới đúng luật, như vụ Di Chúc Miệng. Bây giờ dù có 100 cái clip như thế mà không đúng luật thì cũng phế, không có Di Chúc thì chia theo thừa kế. 2. Không phải mỗi lòng tốt đều được đền đáp. Đã nợ cho em 20 năm, không một lời cảm ơn thì thôi, chết rồi vẫn bị tụi nó đem lên mạng bán. 3. Bát gạo tạo ân nhân, đổ thuốc tạo kẻ thù. Khi nó cảm thấy sự giúp đỡ của mình là chuyện đương nhiên, thì việc không để lại tài sản cho nó cũng làm cho nó căm thù mình và sẵn sàng dùng mọi hành động để trả thù. 4. Đất trồng chớ để trồng tre ngà, nhà rộng chớ để người ta ở cùng. Chớ ở thì dễ, nhưng khi đuổi ra thì bị kiện, và lần này cũng phải thượng tôn pháp luật, uất ức thiệt. 5. Con là máu, cháu là mủ. Máu rất cần cho cơ thể, con mủ chỉ gây đau nhất. Người ta bỏ mủ chứ không ai bỏ máu cả. Hư hay nên cũng là con tao. 6. Người dân khác họ, nhưng người cùng họ chưa chắc là thân thuộc. Nhưng người khác họ thì xem là người dân. Nhiều lần chú nhắc rồi mà cứ giả ngu. Anh em như thể tay chân, nhưng mấy đứa em của chú sống thua một người dân. Anh em ruột còn đối xử với nhau như thế thì đứa cháu họ Lê nó cứ đeo bám âu cũng là bình thường. 7. Chọn bạn mà chơi, chơi với bạn hết mình, bạn chơi lại hết hồn. Là muốn nói trường hợp bà Ngáo và Sạc thì thật bi ai cho cố nghệ sĩ. 8. Nước nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Định dùng mạng xã hội để tạo vị thế cháu gái cưng của ông Hoàng nhằm thu gom lợi ích, ai dè bị cộng đồng mạng phát hiện trò bẩn nên là kết quả bị tẩy chay luôn cái nghề. 9. Nói dối một lần, buộc phải nói dối nhiều lần. Em nói thật, mọi người tin em nha. Em nói thật hết, rồi là thật dữ chưa? 10. Giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc, muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Tưởng quá khứ cờ bạc nợ nần, mèo mã gà đồng không ai biết, chỉ là người ta không muốn nói mà thôi. 11. Nhân quả, người hại không chết, trời hại mới chết. Hiếu đáp chèn ép người ta hơn 30 năm, người ta không chết. Chỉ trong vài tháng thật sự, sự thật được phơi bày, thì mẹ con mình thân bại danh liệt, tiếng xấu đồng xa. Không phải tự nhiên, nhiều người có tiếng, có tiền giúp đỡ Hồng Lan đâu, đều là cái phước của chủ để lại cho hết. Nhiều cái ngẫu nhiên, nó trùng hợp như một điều hiển nhiên. 12. Ở hiền gặp lành, lành ở đây là điều tốt đẹp sẽ đến với bạn nếu bạn hiền lành, nhân hậu, chứ không phải là lành chành bồn, bán bún bò. 13. Nhất mệnh, nhị vận, chú muốn con mình có cuộc sống bình thường, nhưng nhiều lúc đời không như ý muốn. Có ai ngờ Viên Minh Châu bị che giấu suốt 37 năm, lại gặp kẻ cắp, đem ra rồi mài bóng. Nếu Phượng không đem Hồng Lan ra ánh sáng phụ con nuôi, thì cũng chẳng có ai biết được, và cũng chẳng có được tình yêu của cộng đồng mạng như bây giờ. Chuyện này có lẽ lúc sống, chủ cũng không ngờ được diễn ra. 14. Chiếc áo cà sa không làm nên thầy tu, mang tiếng luật sư, không có nghĩa là hiểu pháp luật. Đơn giản là có luật thừa kế, cha truyền con nói mà không biết. Không phải viết được vài tuần cải lương rồi được xem là nhà soạn giả. Đơn giản văn hóa Việt Nam, tiếng nói Việt Nam con chưa hiểu hết mà viết được cải lương Việt Nam thì phải đặt dấu chấm hỏi. Không phải cứ nhà báo là học cao, nhiều người mang danh nhà báo nhưng trình độ hiểu biết pháp luật chỉ nằm trong phạm vi cái vở cuốn giá 20.000. Không phải chỉ có ca sĩ hát MV mới được triệu view, quan trọng sống để người ta yêu, hát đẹp mà sống bẩn thì vứt vào sụp rác. 15. Mình khôn, nhưng người ta cũng không có ngu. Cho mình khôn, nhiều lần gà chú tưởng ngon. Ai dè, ổng xem như con nít tranh, ta đẻ 10 đứa như mày còn được đó Phượng à. Cuối đời không để gì chút, con gái hưởng hết. Cho mình khôn, đưa vài clip đóng vai thánh nữ, tưởng dẫn dắt cộng đồng mạng. Ai dè bị chính cộng đồng mạng bóc phốt, chửi tè tua. Rồi bà đặt chuyện gia đình tôi, mấy người biết gì, chưa biết ai rồi ai, từ từ, hoài nó mới nhừ. 16. Ngô tầm ngô, mã tầm mã, những người theo phe Phượng có chung đặc điểm, sử dụng nick ảo, khóa bình luận. 6. Tham tiền và đặc biệt là não phẳng. Hãy nhìn bên Hồng Loan đi, đời như kịch bản, tưởng chỉ có trong phim, nhưng không ngờ Phượng đã áp dụng và nâng cấp. Có lẽ có rất nhiều đạo diễn nổi tiếng cũng không thể nghĩ ra, trong phim thông thường, vài ác hết phim mới hối hận, hoặc chết cho mọi người yên tâm, xuất diễn của Phượng chưa hết đâu. 18. Kịch không bằng đời, trên đời có được bao nhiêu người? Người như là anh, như là chú, bỏ cái thanh xuân để trả nợ cho em, cho cháu. Trên đời lại có bao nhiêu người em, như 6 và 7, xem thành tích phá của mình là niềm tự hào. Trên đời khác họ mà đòi tự đường người ta. Tình cha con người ta 37 năm muốn bỏ là bỏ, thật chỉ có họ mới nghĩ ra được. Trong phim hối hận thì vai chính thường bỏ qua và tha thứ, nhưng ngoài đời thì chẳng ra gì. 19. Mấy ai lấy thước mà đo lòng người? Có lẽ tất cả nghệ sĩ trong giới từng quen biết với cô cháu gái yêu thương của ông Hoàng cũng không thể nào tưởng tượng được lòng dạ của cô ta.